Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị các bạn dòng phân tần mới. Như trước mình anh em đang theo dõi đây là em mới nhập được một lô phân tần B3. Nay thì nhập được một lô là 10 chiếc là 5 đôi. Mới làm mẫu nên cũng chưa dám nhập nhiều. Đây chiếc phân tần mà anh em mình thấy là đây là dây đã được hàn sẵn để anh em mình về không phải hàn nữa. Có một cuộn seo lớn ở đây và một cuộn seo nhỏ. Và con phân tần này có một con sò công suất và được bắt vào minh nhôm xanh ở đây. Rất nhiều những con linh kiện nhỏ ở dưới là anh em mình thấy ở đây này. Và đây có một con tụ 12.000 12 UF 250V, 12.000 nhiều tụ công suất. Một con nhỏ đây là con 2.2 250. Trở sứ, anh em mình thấy ở đây là có 4 con đều là 30W cả. Và hai con trên là 8 ohm và hai con dưới là 40 ohm. Có những cái linh kiện nhỏ ở dưới rất nhiều nhỉ. Và cách đấu ghép thì ở đây anh em nhìn thấy là chỗ có chữ in là chiều vào ra hậu loa và W ký hiệu của từ wafer là ra bát full và T là ký hiệu của từ treble là tép. Và em có test nhạc chiếc phân tần này, đây em đấu sẵn ra đây, em đấu với bát 30 từ 190 côn 75 của dòng bát Martin loại khủng nghe. Con này thì nhà em bán nhiều mà hay có tiếng, hay như những cái dòng mà em bán ra là GCF mấy cả NZ, nó ba con này bằng tiền nhau, đều cấu hình giống nhau về từ 190 côn 75. Và em ghép với chép GCF L850 từ 140 quần tiếng côn 44. Con này là một con đi nhiều bậc chất từ bên Huấn Audio. Thì sau những cái con nhỏ nhỏ này không nói, con nhỏ nhỏ này thì nó rẻ, đi nhiều, một ngày đi 4-5 đôi là bình thường. Và sau đây thì em có test nhạc chiếc phân tần B3 này để mời quý vị các bạn mình cùng nghe. Em sẽ đánh trực tiếp từ trên mạng xuống. Quý vị và các bạn có nghe em test một chút nhạc trên mạng xuống chiếc phân tần B3 đánh như nào? Cái em đánh giá thì chiếc phân tần này cho tiếng trống đánh rất tốt, mềm mại và tép sáng nhuyễn, và hệ thống bảo vệ của nó rất lớn thế này, nhiều này, nên là tép
yên tâm là nó chơi rất là hay luôn, ở chỗ bảo vệ tép rất nhiều. Và sản phẩm này được bên em phân phối và bán ra với giá bán là 700 một đôi, được bao ship toàn quốc với phân tần B3 anh em nhé, 700 một đôi. Con này chuyên ghép với loa 6012, anh em ghép với một bát, một kèn bát hợp nhất anh em nhé, là với bát côn 75 từ tép từ là 14, côn 44, hoặc đánh với loa neo, neo cũng cấu hình tương tự là côn 44, bát côn 76, còn là tép là côn 44. Và anh em cần tư vấn hoặc mua cái sản phẩm này có thể gọi điện trực tiếp cho Huấn Audio qua số máy 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của bên Huấn Audio. Anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh. Và xin chào quý vị các bạn.